Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một bộ mè con các bạn à, và một con cái xin sữa các bạn, giá cực kỳ yêu thương luôn các bạn, giá cực kỳ yêu thương nha. Bộ mè con thì chủ báo giá 27 triệu các bạn, còn cái xin sữa thì 24 triệu à, con nào cũng lớn tàn nha các bạn. Đây, trước mặt bạn là bộ mè con mẹ xin, vẫn được xin à, bộ mẹ nè, mẹ sai tích nghiêm chỉnh các bạn, vẫn được xin nè, được xin là chân móng hoàn thiện các bạn đó, được xin là chân móng hoàn thiện, sai tích đúng luôn các bạn đó. Mẹ vẫn được xin, được xin được tháng rưỡi các bạn, được một tháng rưỡi, bộ mẹ mới bẻ một đôi răng các bạn, bộ mẹ mới bẻ một đôi răng đó, được xin uống nút các bạn, không tháng rưỡi uống nút mà sai tích nghiêm chỉnh hết các bạn đó. Chân móng nè, đều là móng sò các bạn, chân móng đều là móng sò đó. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu được xin là gũ bật nè, đòn dài nè, mẹ nè các bạn, mẹ sai tích nghiêm chỉnh nha, mẹ sai tích nghiêm chỉnh nha các bạn, chân móng được hoàn thiện hết, bốn vú đều có rúng nè đó, mẹ nó dàn rúng các bạn không đó, mẹ dàn rúng chiền nha các bạn, bốn vú đều nè, yếm dày vẫn được xin đúng nút. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu. Bộ mẹ vẫn được xin là đứa đầu tiên luôn nha các bạn. Bộ mẹ vẫn được xin là đứa đầu tiên luôn nha. Được xin là gu bật nè, sai tích đúng nè. Mẹ qua đen khui các bạn ơi. Đòn dài. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, sẽ mặt sẽ lưng bà mẹ đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng là móng sò. Giá 27 triệu các bạn, 27 triệu. Bộ mẹ con được xin này chủ báo giá là 27 triệu các bạn. Đó, bốn vú đều văng luôn các bạn thấy không, lưng thẳng, mẹ lưng thẳng, yếm dày, chân móng đồ hoàn thiện đó, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn đó. Bộ mẹ con được xin này thì chủ báo giá là 27 triệu bạn, 27 triệu đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video đó. Mẹ rất là to tàn các bạn, yếm dày nè, vẫn được xin lứa đầu tiên luôn các bạn, đo gần cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Bà mẹ nè, mẹ cao 1m25 bò các bạn, cao 1m25 bò đích nè, đích là cao 1m3, mẹ cao 1m25 bò, đích cao 1m3 các bạn, chân móng đồ hoàn thiện. Bộ mẹ con được xin này thì chủ báo giá là 27 triệu bạn, 27 triệu đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Mẹ cao 1m25 bò, đích là cao 1m3, vẫn được xin được một tháng rưỡi các bạn đó. Bà mẹ một đôi răng, vẫn được xin lứa đầu tiên, giá 27 triệu, giá 27 triệu bà mẹ con được xin này các bạn. Mẹ rúng yếm sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, giá 27 triệu các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây, cái xin chữa, cái xin tơ chữa các bạn, xin tơ chữa 24 triệu, chữa 6 tháng các bạn, chữa 6 tháng đó, chân móng hoàn thiện hết, rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, rất là to tàn các bạn, giá cực kỳ yêu thương luôn các bạn. Xin tơ 24 triệu các bạn, xin tơ 24 triệu đó, 24 triệu chân móng nè, hoàn thiện hết, móng sò, yếm nè, yếm dày nè, rúng nè, rúng dài, yếm dày, đòn dài, sẽ mặt, sẽ lưng đều là nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng nó hoàn thiện nè, bốn vú đều nè các bạn, giá 24 triệu các bạn, lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn, bốn vú đều nè, chữa 6 tháng các bạn, chữa bò xin 6 tháng, bao chữa bao khám. Đó, cái xin tơ nha các bạn đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Xe mặt xe lưng nè, nghiêm chỉnh hết, giá 24 triệu các bạn, chân móng sò hoàn thiện nè, dạng bò này dạng bò dòng bò hả các bạn, nên ăn uống được rất là giỏi các bạn. Xe mặt xe lưng nè, nghiêm chỉnh hết, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, đòn dài,
chân móng được hoàn thiện các bạn. Bò này tàn rất là lớn nha các bạn. Rất lớn tàn to con. Ôm chữ lứa đầu tiên. 6 hàng chữ bò xin. Lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn thấy không? Chân móng sò hoàn thiện hết. Xe lưng nè. Xe lưng nè. Xe mặt nè. Nghiêm chỉnh hết các bạn. Yếm dày nè, đúng nè. Lông đuôi một chùm. Qua thì đen thui. Cũng nghiêm nghiêm chỉnh, giữa 6 tháng giữa bò xin. Giá 24 triệu bằng giá 24 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó. Cái sinter giữa 6 tháng giữa bò xin. Giá 24 triệu các bạn, giá 24 triệu. Bốn vú nè các bạn thấy không? Đều văng hết các bạn. Bốn vú đều văng hết yếm nè, về cui các bạn. Qua nè, qua nè đen khui nè, qua thì đen khui. Đòn dài sái tích thì nghiêm chỉnh hết. Đòn dài sái tích thì nghiêm chỉnh hết, giá 24 triệu các bạn, chữa 6 tháng chữa bò xin nha. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đo cận cảnh nè. Cao mét 28 bò nè. Bò rất hèn các bạn. Đít nè, đít thì cao mét 33 bò, chữa 6 tháng bò xin, giá 24 triệu. Cao mét 28 bò, đít là cao mét 33, chữa 6 tháng bò xin. Giá 24 triệu, ôm chữa lứa đầu tiên luôn nha các bạn. Ôm chữa lứa đầu tiên luôn nha. Xe mặt xe lưng nè, nghiêm chỉnh hết. Cao mét 28 bò, đít là cao mét 33 bò. Giá 24 triệu, chữa 6 tháng chữa bò xin. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Cao mét 28 bò. Đo ngay giữa lưng, đít là cao mét 33 bò. Chữa 6 tháng bò xin. Đó, ôm chữa lứa đầu tiên, cái xin tơ ôm chữa lứa đầu tiên các bạn. Giá 24 triệu. Giá 24 triệu nha các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cái xin chữa đang đứng trước mặt bạn. Chủ báo giá là 24 triệu. Chữa 6 tháng. Cao mét 28 bò. Đít là cao mét 33 bò, giá 24 triệu. Bộ mê con thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.